Giai đoạn này, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên của thành phố đang tổ chức đại hội để tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Đại hội là ngày hội lớn của thanh niên, là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển trưởng thành của tổ chức hội, phong trào thanh niên và các thế hệ thanh niên đoàn viên. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, quận Hoàn Kiếm lần thứ 7, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029, vừa diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 7 năm 2024. 135 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 hội viên, thanh niên đến từ 34 cơ sở, hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc trong toàn quận đã về dự đại hội. Đại hội đã tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên quận Hoàn Kiếm lần thứ 6, nhiệm kỳ năm 2019 đến năm 2024. Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội và điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hiệp thương chọn cử 29 anh chị tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa 7. Đại hội đã hiệp thương đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029, gồm một đại biểu đương nhiệm, 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn để đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn quận thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ 7, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.